Sếp và Manta thì nên chọn nước nào? Đây là câu hỏi mà Phượng thường xuyên nhận được trong quá trình tư vấn về các chương trình định cư châu Âu cho các anh chị khách hàng. Và Phượng chỉ trả lời câu hỏi này sau khi biết được cái nhu cầu, mong muốn và cái mục đích chính của anh chị là gì. Để mà anh chị dễ dàng tìm hiểu và cân nhắc thì sau đây Phượng sẽ so sánh 3 điểm giống nhau và 4 điểm khác nhau giữa Sếp và Manta để cho anh chị mình dễ dàng đưa ra quyết định cuối cùng nhé. Cái điểm giống nhau đầu tiên đó chính là cả Sếp và Manta thì đều là hai quốc đảo vô cùng xinh đẹp ở khu vực biển Địa Trung Hải với cái thời tiết là nắng ấm quanh năm rất là dễ chịu. Cái điểm giống nhau thứ hai đó chính là cả hai quốc gia này đều có cái mức đầu tư bất động sản tối thiểu là từ 300.000 euro trở lên. Cái điểm thứ ba đó chính là cả hai quốc gia Sếp và Manta thì đều thuộc khối Liên minh châu Âu EU bao gồm 27 quốc gia thành viên. Do đó sau này khi mà anh chị đã có quốc tịch của một trong hai quốc gia rồi thì anh chị toàn quyền được tự do sinh sống, học tập và làm việc tại 27 quốc gia của EU luôn. Còn sau đây sẽ là 4 điểm vô cùng khác biệt rõ rệt giữa hai quốc gia Manta và Sếp. Đối với Sếp thì chỉ có hai thế hệ được đi cùng trong hồ sơ, đó chính là đương đơn chính, người phối ngẫu và con cái. Còn đối với Manta thì 4 thế hệ được đi cùng trong hồ sơ luôn, đó chính là đương đơn chính, con cái, bố mẹ và ông bà luôn. Cái điểm khác biệt thứ hai đó chính là cái quy trình đầu tư. Nếu như Sếp thì anh chị mình phải bỏ tiền đang mua bất động sản trước rồi sau đó mới nộp hồ sơ để nhận cái thẻ xanh của Sếp, thì đối với Manta sẽ hoàn toàn ngược lại. Anh chị sẽ nộp hồ sơ trước, sau đó có thư phê duyệt rồi thì anh chị mình mới cần phải đầu tư bất động sản. Cái điểm khác biệt thứ ba đó chính là Sếp thì chưa thuộc khối Schengen, tức là cái hiệp ước tự do đi lại giữa các quốc gia châu Âu. Còn Manta thì đã thuộc khối Schengen rồi. Do đó, ngay khi mà anh chị sở hữu cái thẻ xanh của Manta là anh chị mình đã được tự do đi lại thoải mái ở 27 quốc gia thuộc khối Schengen mà không cần phải xin visa. Cái điểm thứ tư cũng là cái điểm quan trọng nhất liên quan đến giáo dục, đó chính là cái ngôn ngữ chính thức được giảng dạy tại trường công ở Sếp, đó chính là tiếng Hy Lạp. Còn ngôn ngữ giảng dạy tại trường công ở Manta đó chính là tiếng Anh. Do đó, đối với Sếp, nếu như anh chị mình muốn cho con cái đi học mà bằng tiếng Anh thì anh chị xác định là phải cho con đi học trường quốc tế anh chị nhé. Do đó, những cái anh chị nào mà có cái tài chính vô cùng dồi dào và thoải mái và cái mục đích chính là đầu tư bất động sản để mà sở hữu thêm một cái thẻ xanh của châu Âu như là một cái phương án backup cho cả gia đình, hoặc là muốn mở rộng cái business lên các quốc gia châu Âu thì Sếp sẽ là một cái sự lựa chọn cực kỳ phù hợp. Còn đối với những cái anh chị nào mà có nhu cầu mong muốn mục đích chính là cho con cái được đi học tại các trường công, giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, và bên cạnh đó còn là những cái anh chị doanh nhân mà có nhu cầu đi lại thường xuyên ở các quốc gia châu Âu mà không cần phải xin visa thì Manta sẽ là một cái sự lựa chọn đáng được cân nhắc anh chị ơi. Và điều cuối cùng vô cùng quan trọng là dù anh chị làm Sếp hay là Manta thì cũng hãy làm với Vũ Phượng nhé.